Cô chào các em Cô là Lưu Vân Hôm nay chúng cô bắt đầu giảng sang quyển số 2 Của giáo trình FS Topic 60 bài Hôm nay là bài 31 Để chúng ta cùng học và cố gắng nhé Bởi vì sang quyển 2 này thì Về giáo trình ý, thì quyển 1 thì nó đơn giản hơn Sang quyển 2 thì có có một chút khó hơn so với quyển 1 Nên chúng ta phải nỗ lực Chúng ta sẽ bắt đầu sang quyển 2 là từ bài 31 thì hôm nay cô bắt đầu giảng bài 31. Bài 31 hôm nay nó liên quan đến là Thời tiết và không khí của Hàn Quốc. Uri của Hà Nương, Seoul, Bồ Tà, Công Kỳ Không khí ở quê tôi trong lành hơn so với Seoul. Mục tiêu học tập của bài hôm nay nó liên quan đến thời tiết, biểu hiện và sự so sánh. À, miêu tả về thời tiết và so sánh ngữ pháp là động từ tính từ cộng với chi man và danh từ cộng với là bô tả chi man ở đây là nhưng và bô tả là so cái gì với cái gì còn về từ vựng là thời tiết và đặc trưng của đô thị còn về phần văn hóa và thông tin ở đây liên quan đến là những cái khô gì đơn vị hành chính của Hàn Quốc thì chúng ta sẽ học từng phần một của cái bài này nhé. Trước mắt chúng ta đã xem phần từ vựng từ vựng o huy in là về nancy nancy ở đây là thời tiết thời tiết ở đây thì chúng ta sẽ tất cả những cái từ vựng này nó đều liên quan đến thời tiết thì chúng ta bắt buộc phải học thuộc hết có thể chúng ta mỗi một ngày mỗi một mỗi một bài ấy, thường thường là có khoảng 2 đến 40 từ vựng chúng ta học làm sao mà học thật tốt khi chúng ta học xong một bài là chúng ta phải thuộc hết từ vựng nhưng chúng ta vẫn có những cái khi mình phải ôn lại không là học hay quên nhá à thứ nhất là kion kion ở đây là nhiệt độ yong sang là độ dương yong hà là độ âm sụp tổ là độ độ ẩm chê cô kion là nhiệt độ cao nhất còn chê cho -so kion ở đây là nhiệt độ thấp nhất kioni nukta là nhiệt độ cao kioni natta là nhiệt độ thấp còn kioni ulla kata là nhiệt độ tăng lên còn kioni nereo kata là nhiệt độ giảm xuống suptu suphata suphata ở đây là ẩm ướt và còn là khô hanh đấy đấy là những cái phần tất cả những cái phần từ vựng một của cái bài 31 này nó liên quan đến thời tiết Được chưa nào? Thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp 1 Mun bọp in à, Là ngữ pháp 1 Động từ tính từ cộng với là chi man à, thế thì bây giờ cái này nó sẽ liên quan đến là gắn vào sau động từ tính từ và vĩ tố liên kết dùng để nối à, dùng để nối hai vế câu có nghĩa trái ngược nhau được chưa nào thì chúng ta phải xác định là cái này nó không cần liên quan là có bát chim hay không à, mà chúng ta chỉ cần bỏ tà đi cộng với chim an vào nghĩa tiếng việt ở đây là nhưng nhá à, với đối với danh từ thì ta sẽ dùng là cộng với y chim an Đấy, nếu đối với danh từ có động tính từ thì cộng thẳng chim an còn nếu như đi với danh từ thì cộng với y chim an nghĩa tiếng việt của nó là nhưng thì chúng ta thử xem trong ba ví dụ của cái ngữ pháp một này nhá ví dụ dụ thứ nhất Suroshi Koyangi Yorum Nansi Nun Oteo Thời tiết mùa hè của quê hương Suru như thế nào? Thì bạn Na là Suru trả lời là 30 độ cả chi ni olaka chi man sudo ga nachaso mani anna annayo. Có nghĩa là nhiệt độ lên đến 30 độ nhưng là cái gì? Độ ẩm thế nào? nhiệt độ là tăng ôn à, la nhiệt độ cao nhiệt độ tăng lên và độ ẩm thì là thấp nên là không có nóng nên là nóng không nóng còn câu số 2 intigasi của nhà ngữ sâu hào quốc vì sụt theo quê hương của intika là giống với Seoul phải không bạn na trả lời 아니요, 서울은 sâu 사람이 많지만 우리 고향은 사람이 uri của ngữ bello không Seoul thì nhiều người nhưng quê chúng tôi là không nhiều người lắm hoặc không hầu như là không nhiều người thì cái câu từ bên lô ộc là không nhiều lắm nhá còn câu số ba 오늘도 일은 했어 hôm nay cũng làm việc à네 오늘은 쉬는 날이지만 일이 많아서 회 회사에 나왔어요 à vâng à, hôm nay là ngày nghỉ nhưng vì nhiều việc nên tôi đã đi đến công ty. Đấy, thì chúng ta thử xem xem là ở trên cái ví dụ thứ nhất thì có Ola Kata thì ta cho Chiman, đúng không ạ? Còn ví dụ thứ hai là Manta. Manta ở đây là tính từ thì cộng với Chiman. Không cần quan tâm là cái động tính từ đấy có bắt chim hay không, ta cũng cộng thẳng Chiman vào là được. Còn câu số 3 là nan là danh từ. Nan là danh từ là ngày thì ta phải cho được chưa nào? Đấy, đấy là cái ngữ pháp nhá. Cô giải thích về ngữ pháp, công thức ngữ pháp động tính từ cộng với man nghĩa tiếng Việt là gì? Nếu nó đi với động tính từ thì như thế nào và khi nó đi với danh từ thì như thế nào thì các bạn nắm bắt được cô đã mô tả hết rồi. Và chúng ta bây giờ sẽ sang phần là ví dụ. Ví dụ thứ nhất đây. 방 안은 시원하지만 Trong phòng thì mát mẹ nhưng bên ngoài thì thì nóng cái từ bang an là trong phòng còn bang bạc cân là bang bạc là bên ngoài phòng được chưa nào ví dụ thứ hai hắn Quốc sẽ vào đi hiếm tên là chi mát chứ có có nghĩa là cuộc sống ở hàn quốc vất vả nhưng mà vui ví dụ số ba yêu sơn dịp cứ chí mát nó mút bị sai có nghĩa là cái áo này đẹp nhưng mà đắt thế có phải chi mát này nó là vế một và vế hai nó đối lập nhau đúng không nào đây là dịp ưu tả dịp ưu tả bỏ ta đi là tính từ đúng ạ him tân tả him tân tả ở đây là tính từ mệt mỏi vất vả còn si ha tà là tính từ mát mẻ đây là tất cả những cái ví dụ này nó liên quan đến là tính từ tiếp ví dụ tiếp theo tóc bù kỳ nấn mẹp chi mát bánh tóc gọ cay nhưng mà ngon nhưng ngon được chưa nào đấy là tất cả những cái ví dụ này nó đều liên quan đến là tính từ thế bây giờ chúng ta tiếp sang phần tiếp ví dụ tiếp theo bởi vì trong một bài ấy, càng về những quyển hai này cô làm nhiều ví dụ hơn rất nhiều tại sao là cô làm nhiều vì lý do là nếu như các bạn muốn học tốt thì tốt ngữ pháp thì chúng ta phải học làm thật nhiều ví dụ để cho chắc ngữ pháp à, còn nếu các em muốn đặt câu tốt thì Tất nhiên là các em phải học từ vựng thật tốt thì chúng ta mới đặt câu và nói với ok đúng nào? Ví dụ này: Tam nên còn càng ăn chốt chíman, tam cứ thuốc lá không tốt cho sức khỏe đấy. Nhưng tôi không thể mà bỏ được Được chưa nào? chế ê cả chíman pi Hôm qua tôi đã đến trường nhưng không có tiết học. Bucha chỉ man, Bucha chỉ man, bí san có rừng xá chi ăn này Anh ta là người giàu đấy nhưng không bao giờ mua đồ đắt. Thì cái vế một là người giàu nhưng không bao giờ mua đồ đắt. Hôm qua đến lớp nhưng không có lớp thì tất cả là vế một và vế hai là nó sẽ gì? Nó đối lập nhau. Được chưa nào? Tiếp ví dụ tiếp, Vê quốc sarami chỉ Đây, cái sarami ở đây là gì? dù người, người, dù là người nước ngoài nhưng cậu ấy nói tiếng hàn rất tốt dù là người nước ngoài nhưng mà nói tiếng hàn tốt thì cái sa ở đây nó là danh từ đúng ạ nó là danh từ thì đương nhiên là phải cho là y cộng với là man đó chúng ta tiếp ví dụ ờ bà đấy tô papayo cuối tuần bạn cũng bạn à piangi <laughs> đấy 바쁘지만 주말에는 안 가요. Không ạ, à, ngày, ngày thường phiêng in ở phiêng ở đây là ngày thường đúng không ạ? 바쁘지만 ngày thường thì bận đấy, nhưng vào cuối tuần thì tôi rảnh rỗi cái từ hanka ca ha tả ở đây là rảnh rỗi còn chu man là cuối tuần. Ờ y chỉ mà đun cô man bạn này bạn nói là tôi muốn mua cái váy này Y là này còn chima là cái váy đúng không ạ? Cái váy này nhưng lại không là có tiền. Oche nuns dan si rơ tewo Hôm qua thì trời nóng nhưng hôm nay thì không nóng. Thì vế một hôm qua và vế sau nó là hôm nay thì hai cái đối lập nhau. Đấy cô cho rất 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 nhiều ví dụ đúng không nào? Si toye nuns chikurap si nhung Ở thành phố thì ồn ào nhưng ở nông thôn thì yên tĩnh hay gọi là đúng không nào thì si là ồn ào si ở si ở đây là si là nông thôn còn si là, là thành phố đô thị cho nhông ha ta yên tĩnh được chưa đấy là cô cho rất là nhiều ví dụ để các bạn tham khảo và chúng ta cố gắng sẽ đặt cho cô là lấy 3 đến học. 5 ví dụ, 6 ví dụ, 3 ví dụ cũng được. Ờ à, một ví dụ với đi với động từ cộng với chi man, một ví dụ đi với tính từ cộng chi man và một ví dụ đi với danh từ y chí man nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập 1 của cái bài này. 그림은 보고 아무튼 말은 던견 하세요. Nghĩa là nhìn tranh và liên kết từ cho đúng. Thế bây giờ ở đây có là 5 hình ảnh hay 5 tranh và cộng với cả 5 từ thì chúng ta phải là nối với cái gì với cái n gì? Tranh số 1 thì ta sẽ nối với là trico kion là nhiệt độ gì? Cao nhất. tranh à, số 2 nối với tô là, là độ ẩm, còn lại tranh số 3 là nối với là Chê cho kion, còn lại tranh số 4 là Yong sang. còn lại tranh số 5 là Yong hà. Thì cái mục đích của cái luyện tập này nghĩa là chúng ta sẽ ôn lại các từ vựng của cái từ vựng một này, đúng không nào? đó đấy nhá thì người ta sẽ làm luyện tập một là nối các tranh với nhau chúng ta sẽ sang phần bài 2 của cái luyện tập một này xa nong hoa người ta bảo là nhìn tranh và sử dụng cái chi man hoàn thành cái hội thoại thế bây giờ nhìn tranh ở đây giữa là gió là mùa hè kéo út là mùa đông thì ở đây trong cái phần hội thoại này hăng cô cương kêu tô sức thì người ta bảo là ở hàn quốc mùa đông thì là thế nào mùa đông thì cái từ sức là ẩm ướt độ ẩm à ẩm ướt à hoặc là cái hăng cô cương kêu rê nơn sức héo gió đông mê nơn thì ở đây nó là phủ định và mùa hè thì như thế nào và mùa hè thì là sức ha đúng không ạ kêu để nướng con cho thế thì người ta nói người ta nói ở đây là người ta mang tính chất là người ta hỏi cái gì đây người ta hỏi là à, là độ ẩm à ở tà là ẩm ướt à thế người ta bảo là mùa hè mùa đông của Hàn Quốc ẩm ướt à thì bạn kia bảo không mùa hè thì là ẩm ướt đấy nhưng mà mùa đông thì là khô hanh thường thường ở bên Hàn Quốc mùa đông rất là khô hanh rất là cảnh báo rất là nhiều về sự gì cháy đấy còn câu số 2 ờ, người ta bảo thu ăn si nữa thu An sĩ quê ăn nán si anh tuấn quê hương của anh tuấn thì như thế nào nà <laughs> chê ban ngày đúng không ạ kioni nộp chi man ban ngày thì nhiệt độ cao nhưng ba <laughs> mê là nà <laughs> thì là thấp đấy thì ta phải cho chi man vào được chưa bây giờ chúng ta sẽ sang phần hội thoại

밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바루 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할수 있어요. 정말요? 바루 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 31과 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바루 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할수 있어요. 정말요?

천민 씨, 마근보세요 지금 눈이 와요. 와요. 지금 눈이 와요. 와, 신기해요. 와, 와, 신기해요. 마루 씨는, 눈은 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서, 마닷가에. 아, 바닷가에 가서 수영도 할수 있어요. 아, 정말로. 아, 수, 마루시, 고향에, 고, 여행 가고 싶네요. 겨울에는 미가 많이 와서 습해요. 여행은 하려면 여름에 가세요. 겨울은 높지만 미가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 틱스, b 한 n 맞나요?

sinh kỳ ạ. Baru cì nè. Nào, line này, nào, nào. Chơn Minh cì, mắt cưng bô xe ạ. Giờ, nhìn ra ngoài kỳ ạ. Thì người nói là, Chơn Minh ơi, nhìn ra ngoài này, mắt cưng bô là nhìn ra bên ngoài này. Chỉ cơm nũi đi Bây giờ tuyết rơi rồi. Bạn kêu, wow, thật là thần kỳ, thật là lạ. Cái từ sinh kỳ ha tả đây là thấy lạ, thấy thần kỳ thấy một cái gì đấy lạ thì người ta hay nói là xin hiểu xin hiểu đúng không ạ Baru xin nấn nỗ nấn sớm có nghĩa là bảo là anh Baru ơi lần đầu tiên anh nhìn thấy tuyết à nhìn thấy tuyết ư thế là bạn min đấy mới nói với bạn Baru là à, thế lần đầu tiên anh mới nhìn thấy tuyết phải không mà nhìn thấy tuyết ư 눈을 처음 보요. Nè, 네. 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할수 있어요. 아, 어, 말해 네, 우리 고향은 일년 내내 더워요. 1 0월 내도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할수 있어요. thì bạn n y sẽ nói, bạn nói là vâng, 어, vâng ở quê hương chúng tôi là trong suốt quanh năm, 어, năm là nóng. Ừ. Ở quê hương tôi nóng quanh năm Vào tháng 12 nhiệt độ thấp nhất cũng là khoảng 20 độ Nên là có thể ra bờ biển để bơi Ba tắt ca e cá sò Có nghĩa ba tắt ca nó là bờ biển Đúng không ạ, bãi biển bờ biển Chu yên tô hán xuôi giờ cũng có thể bơi ở bãi biển bờ biển Kể cả là nhiệt độ cao nhất cũng thế đúng không ạ Vào tháng 12 Nhá. Thì bạn cho Min bạn nói thế nào Chúng <laughs> 고향에 여행 가고 싶네요. 아마네는 말하죠. 정말요? 바루시 고향에 여행 가고 싶어요. thì bạn nói là thật ư? tôi thật muốn đến quê anh baru để đi du lịch. 바루시 고향에 여행 가고 싶네요 아, tôi thật muốn đến quê anh baru để du lịch. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요.

Còn do hay ngân thả đều miên nếu mà bạn nếu anh định đi du lịch ấy, thì hãy đi vào mùa mùa hè đúng không ạ? Nhiệt độ thì là cao nhưng không có mưa nên cái việc mà đi du lịch là nên sẽ đi du lịch sẽ hợp với cái việc đi du lịch hoặc rất thích hợp hay là cái việc mà đi du lịch thì tốt hơn. Thì có thể mình dịch là vì nhiệt độ thì cao nhưng mà không mưa đúng không ạ không mưa nhiều và không mưa thì đi du lịch thì tốt hơn hay là hợp với cái việc mà đi du lịch hay là sẽ rất thích hợp với cái việc mà đi du lịch để các bạn muốn dịch nào nhưng mà cô dịch là không có mưa nên sẽ rất thích hợp đi du lịch cũng được đấy nó có rất rất nhiều cách dịch ở trong cái đoạn cuối này được chưa nào nào thế bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại một lần nữa nhé. 31. Qua, 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바루 씨는 눈을 처음 봐요? 네. 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할수 있어요. 정말요? 바루시 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 어, thế thì chúng ta c muốn lưu 2 n à 31 đ ế 40 thì nó cũng sẽ dễ hơn t h đến bài 58, đến bài 50 về ngữ pháp, còn không kể từ bài 50 đến bài 58 thì cũng khó. Thì chúng ta phải lưu ý cái vấn đề là 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 nghe, chúng ta phải cố gắng nghe thật nhiều, hội thoại nghe và chúng ta sẽ tập dịch nhé, Tập dịch đoạn văn tập dịch nghe và cái quyển của cô có một cái bộ đề là 40 đề nghe, 40 đề đọc thì các bạn phải cố gắng nếu bạn nào cần thì là sẽ liên lạc với cô, cô gửi cho xong các bạn vừa luyện nghe này, vừa luyện đọc, vừa là luyện làm đề thì cái từ vựng của chúng ta rất là 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 nhớ được lâu, Được chưa nào? Đây là cái phần nội tại một nhá, chúng ta tiếp theo, tiếp theo là từ vựng hai, à, trong cái phần một rồi bây giờ sang từ vựng hai là tosie tosie sòng, nó đặc trưng à, của cái đô thị. Thế bây giờ tất cả những cái đặc trưng ở các đô thị à, nhá, đặc trưng của đô thị. Đầu nhất là In Kuka Manta. In Kuka Manta là dân số đông. In kuka, chọc tả là dân số ít. Và Bokchap bốc Bokchap bốc Hata. Bokchap Hata ở đây là phức tạp đông đúc. Han Chok Hata là yên ả. À. Đúng không ạ. Kyu Thong Ni Pien Hata là giao thông được thuận lợi thuận tiện. Kyu Thong Ni Bul Pion Hata là giao thông bất tiện. Si crop Ta là ồn nào chỗ nhông ha tả chỗ nhông ha tả ở đây là yên tĩnh cung kỳ ca mặc tả là không khí trong lành nhu miông ha tả nhu miông ha tả là nổi tiếng chin chol ha tả là thân thiện đấy tất cả những cái này nó liên quan đến những cái đặc trưng nhá ở in là dân số mà đấy thì chúng ta phải cố gắng học thuộc hết nhá những cái phần này ấy, thì chúng ta nếu như để mà các em muốn học từ vựng tốt thì các em phải vừa đọc, vừa viết nhé Vừa nhẩm đọc, vừa viết Và có những từ chúng ta phải viết đi, viết lại rất rất nhiều lần Viết thật nhiều lần, có những từ nó khó thì chúng ta phải viết rất nhiều Còn không ta cứ viết đi, viết lại trước mắt là chúng để các bạn muốn học từ mới tốt Thì đầu tiên là các bạn sẽ đọc Trước tiên là đọc đã Đọc cho nó thuộc mặt chữ Xong tiếp bước thứ hai là chúng ta vừa viết vừa đọc tay viết mồm mình nhẩm đọc và cái đầu đầu mình phải luôn đang nghĩ vào cái nét chữ mình đang viết chúng ta sẽ viết đi viết lại thì chắc chắn là cái học việc học từ mới rất là đơn giản còn nhiều bạn có thấy là cứ chỉ đọc thôi không viết thì không bao giờ là học được từ mới phải vừa viết vừa đọc nhá bây giờ chúng ta sang ngữ pháp thứ hai danh từ cộng với bô tả bô tả ở đây là so với cái gì đó danh từ cộng với mô tả là so với cái gì đó nhà theo sau danh từ để sử dụng khi so sánh người hay sự vật với nhau cái này nó đi với danh từ to ở đây là hơn nhưng mà to ở đây là kém đấy nó cái hoa thị là to là hơn và to là kém thì nó có hai cái này cô muốn biết thêm để cho các bạn để các bạn hiểu thêm nhá thì theo danh từ được sử dụng khi nó so sánh là người hay sự vật với nhau nó chỉ được đi với danh từ thôi nhá à, ví dụ thứ nhất Monika's của si em ngớn sôl bô ta khỏi quê hương của Monika so với sôl thì to phải không rộng phải không lớn phải không bạn đó nói là à nhiêu sôl bô ta cài o. so với sôl thì nhỏ ví dụ thứ hai ôn cham chút hôm nay lạnh quá phải không nê ó chế bô ta 내려갔어요. <laughs> vâng. So với hôm qua thì nhiệt, nhiệt độ giảm xuống. Nghĩa là lạnh thì phải nhiệt độ gì? Đã giảm xuống. Đúng không nào? Thì có phải là cái từ o chế là hôm qua. Là đi với danh từ đúng không ạ? So ul cũng là danh từ bô ta cộng với công thức ngữ pháp đây. Đúng không? Thì các em nhớ là cái phần bô ta này, nó bô ta này, nó là so sánh, so với cái gì đó đi với người so với giữa người hay là vật chỉ được phép đi với là miong sa đây từ này là từ miong sa sa là gì miong sa là danh từ còn tung sa là động từ còn hyong yong sa là tính từ các em cứ nhớ trong tiếng hàn quốc là cái gì đi với động từ tính từ cái gì đi với danh từ thì cái động từ là tung sa còn danh từ là đi là miong sa còn tính từ là hyong yong sa được chưa nào Bây giờ cô sẽ cho các ví dụ nhé. Hàn Quốc nam gì nữ bê thư nam nam si bố ta tho chúc sum nỉ đà. So với thời tiết ở Việt Nam thì Hàn Quốc lạnh hơn. Bô taxi bố ta râm nỉ đà là so với xe buýt thì taxi nhanh hơn. Hàn Quốc in cú ca bê thư nam in ta tho chó còi ồ thì là so với dân số Việt Nam thì dân số Hàn Quốc là ít hơn thì đấy chúng ta phải so sánh giữa dân số Việt Nam và dân số Hàn Quốc, so sánh giữa xe buýt với taxi, so sánh thời tiết Hàn Quốc à, với thời tiết Việt Nam thì tất cả những cái này đều liên quan đến là danh từ cộng với mô tả. Đây tất cả những cái hình ảnh này, à, những cái từ viết là cô cũng phải cố tình là viết là màu xanh và ngữ pháp cô viết thành màu đỏ để các bạn phân biệt được để chúng ta nắm bắt được a à, đâu là cái ngữ pháp nó nằm vị trí nào ở trong câu ờ, à, đồng sinh ní, ni, anh khi ca khói o, em là cao hơn so với chị. À, đấy là, đây là bốn ví dụ, sẽ sang tiếp ví dụ tiếp nhá. ở đây, <laughs> à, mini, mini si bài ruin bắp béo, có là mini, uh, mini là thế nào? thứ bảy bận, à, hay là chủ nhật bận? Bận vào thứ bảy hay là chủ nhật thì bạn nói Torine hakkyoe kaya heso torin bota iroin ton bapayo. Cái từ ton ở đây là kém đúng không ạ? Bota là so. Thì bây giờ ta thì phần này thứ bảy thì mình phải đi học nên so với thứ bảy thì chủ nhật thì sẽ ít bận hơn hoặc sẽ kém bận hơn thì như mình không dùng từ kém ở đây ton ở đây là mình sẽ nói là là gì? Ít hơn, ít đó, thì vừa nãy trong cái phần ngữ pháp cô cũng nói là có chữ to là hơn và to là kém đúng nào? Đấy là cô cho ví dụ ngoài thêm một chút để các bạn phân biệt nhé. Ờ à, à, si nghi bé khoa châm bố ta xài ở đồ ở chợ rẻ hơn là siêu thị. Đúng không ạ? Chợ thì rẻ hơn siêu thị. Ôn ô tô bay ga chả tròn co bố tô bay chu chú cứ xe máy nhanh hơn xe đạp vì vậy là tôi thường đi xe máy đi làm đó, thì cái so sánh giữa xe máy với là xe đạp đó thì đấy là cái phần ví dụ nhé để các bạn phân biệt giữa to ở đây vì lý do sao cô cho ví dụ này là chỗ công thức ngữ pháp danh từ cổng bô tả cô thêm chữ to đấy thì đôi khi chúng ta gặp chữ to thì chúng ta phải hiểu a à, to ở đây là kém còn to là so với cái gì nhá Bây giờ chúng ta sẽ sang phần là luyện tập 2. Ở đây người ta bảo Crimean mà chọn 표현은 목이에서 골라 넣으세요. Người ta bảo là hãy lựa chọn là lựa chọn các mẫu câu ở dưới này để chúng ta biểu hiện cho nó đúng với cái hình ảnh ở trên này. Thì ở đây là có 8 hình ảnh và 8 gì đây ạ? 8 chữ này, 8 cái mẫu chữ mẫu câu ở dưới này thì để chúng ta xem cái nào. Thế bây giờ câu số 1 này thì chắc chắn là 인구카 tả và dân số đông. Còn câu số 2 thì phải cho là bhukchhapata là phức tạp, đông đúc. Còn cái số 3 này là giao thông đi, bianli hata, giao thông tiện lợi, thuận lợi. Câu số 4 này là tả là ồn nào. Còn lại câu số 5 là tả là dân số ít. Câu số 6 là Han chok ha ta là yên ả. À. Đúng không ạ? Câu số 7 là kêu thông ni bún phân Còn lại câu số 8 là chín dế chín son hà ta. Thế cái từ chín chol ha đấy là thân thiện. Đúng không nào? Thì tất cả những cái từ này là chúng ta phải học thuộc hết của phần từ vựng rồi thì chúng ta làm luyện tập mới làm được. Nhá. Đấy là cái phần luyện tập 2 của bài bài 1 của luyện tập 2. Chúng ta sẽ sang phần bài 2 của luyện tập 2 này. 그림은 대화는 완성하세요. Thế người ta nói là nhìn tranh và hoàn thành hội thoại. Thế bây giờ giữa hai cái tranh với nhau. À, thì bây giờ cô em là quê hương, còn Seoul là thành phố Seoul. Thì bây giờ bạn này nói là Thuan si của em in vuga Quê hương của Tuấn là dân số. Quê hương Tuấn là đông hoặc nhiều phải không? À nhiều Seoul bố Inkuca, ồ Thì bây giờ ta nhìn là quê hương này Seoul, thì thì không, thì phải cho Inkuca, Chocoyo, đúng không ạ? Câu số 2 Oje và Onon. Ote là hôm qua và Onon là hôm nay. Onon là gì o Oteo. Hôm nay thời tiết là như thế nào? Otebota. Hôm qua đây ạ. Otebota thì phải nói là Kionni là chai so với hôm qua thì nhiệt độ là thấp hơn. Hôm qua là 22 độ. Còn hôm nay là mới 15 độ Được chưa? Đấy là phần luyện tập của bài 2 Để so sánh dùng cái ngữ dùng, dùng, Mình dùng cái bô tà này này Để làm thành cái hội thoại Đúng không ạ? Dùng cấu trúc ngữ pháp chúng ta đang học nhá. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hội thoại 2 Hội thoại 2 này giữa bạn giữa người lái taxi và bạn Khan. Như nào? 아이들 반칸 thì ở đây cô sẽ cho các bạn nghe đã. 대화 2 어서 오세요. 신도림으로 가 주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네. 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 아, 왜

캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네. 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 음..내려라..제발 놀다야냐? 대구세답물럿 저거 봐봐 어서오세요 우신토림으로 가주세요 네, 알겠습니다 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행은 가봤는데 정말 좋았어요 공기도 많고 시끄럽지 않고요 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 저, 제, 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 자, 이제 듣고 고게요 대화 2 어서 오세요. 신도림으로 가 주세요. 아, à, ở đây người ta nói là mời anh lên xe. Đấy người ta cả lồng và tiếng xe như thật vào đúng không ạ? À, cho tôi đến là Sintorim. Sintorim ở đây là địa danh quán Hàn Quốc nhá. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 네, 알겠습니다. Đúng không ạ? À, vâng, tôi biết rồi. Thế nhưng mà anh là

tôi cũng đã từng cho tố hăng bon nhỏ anh tôi đã từng đến du lịch ở campuchia một lần rất là thích không khí trong trong lành cái chữ trong lành nhá cái cô viết nhầm chữ thành là thành lành trong không khí thì trong lành và cũng không ồn nào à đúng không ạ và bạn ấy nói là nhà vâng quê hương tôi so với Seoul thì dân số là thì là so với Seoul thì nhỏ và yên tĩnh hơn ít hơn dân số so với Seoul thì là dân số ít hơn hoặc nhỏ và yên tĩnh hơn vì thế nên là đầu tiên ý, vì vậy nên là đầu tiên tôi tới Seoul tôi rất là bất ngờ khi có quá nhiều người à, thì cái từ cam chắc là là bất ngờ đúng không ạ đó sau tay khi mà tôi đến lần đầu tôi đến Seoul vì vậy nên lần đầu tôi tới Seoul và khi mà tôi đến Seoul lần đầu tiên ý, thì là vì quá nhiều người tôi đã rất là bất ngờ tôi đã rất bất ngờ vì ở đây có quá là nhiều người thì bạn bạn khan là người campuchia nói lại với người lái taxi nhá đấy là đây là cái giữa so sánh này son in cuca co cốt chú nhông hiểu đấy là so sánh như vậy nhá thế hoa ý ta nghe lại một lần nữa ờ xô 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 아, là cái phần hội thoại 2 nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ sang phần tức kỳ. Em biết biết tức kỳ. Câu 1 và câu 2 và câu 3, người ta bảo từ câu 1 đến câu 3 là nghe chán chủ cố, nên nhông qua quán kỳ nướng, cười mứt của nghe cho rõ và hãy lựa chọn tranh có liên quan đến nội dung. Thế bây giờ cái từ nè nhóng qua là nội dung quán kê in ứng là có liên quan. Cứ ở mở đây là tranh. Cô đưa ship là hãy lựa chọn. Thì mình phải dịch từ đây là nghe, rõ và hãy lựa chọn tranh có liên quan với nội dung. Thế bây giờ chúng ta thử nghe nhé. Từ câu 1 đến câu 3. 3 1과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 쪼당해이렇 게지? 오늘 오늘 날씨가 어때요? 아, 해라요.

Câu số 2번 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요, 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. 아, 그래서 글 날, 그때 다 보이 뭐, 보라, 아는, 소비 소울, 나, 네, 이 뭐, 건조 해요. 그게 투안씨 고향은 도안 투안 씨안씨 고향은 안씨 고향은 라 q u h 하고서울하고 라지 v i e 서울. o 하고 b i 비슷해요, 서울하고 비슷해요? 서울, không? 아니요. 아니요. h 아. 서울 보다 s 보다서 v 인구가 적어서 in cu ca so là dân số vì ít so với sâu, hơn, sâu hơn thì dân số ít huyên xin chủ nhung hiểu huyên xin ở đây là hơn hẳn chủ nhung là yên tĩnh đó thế thì bây giờ bạn kia bạn hỏi thì bạn ấy bảo là thế thì là ở quê hương anh Tuấn giống Seoul phải không thì bạn ấy bạn Tuấn bạn nói là không so với Seoul thì là dân số ít và yên tĩnh hơn hẳn. Thế thì bây giờ các em phải chọn là đáp án số số 3 đúng không ạ? Thế bây giờ cô phải cho nghe lại một lần nữa bởi cái phần bắt đầu từ quyển 2 cô sẽ ngắt từng đoạn một và cô dịch xong các bạn cùng nghe với cô nhá. 2번. Tuấn 씨 고향은 서울하고 비슷해요? Đúng ạ có nghĩa quê hương của anh Tuấn so với uh, quê hương của anh Tuấn là giống Seoul phải không? À nhiều. Bạn ấy nói là à nhiều, không. Seoul보다 인구가 적어서. Seoul보다 인구가 적어서 so với Seoul thì dân số ít. 훨씬 조용해요. 훨씬 조용해요 là yên tĩnh hơn hẳn. Thế thì đương nhiên là nếu như thế thì phải là đáp án số số 3. Được chưa nào? Đấy, câu số 3 nhé. 삼번 서울은 교통이 편리해서 서울은 교통 편리해서 서울 교통 편리하다. 서울 교통 라자 교통과 서울 편리해서 편리라 편리해서라 편리 편리. 버스나 지하철을 타면 버스나 지하철은 타면 버스나 버스는 차 빛나라 hay 지하철은 라터 레드 Tham miên là nếu đi tàu điện ngầm hoặc là xe buýt. 어디든지 갈수 있습니다. 어디든지 갈수 있습니다. 어디든지, bất cứ nơi đâu, 갈수 있습니다 là có thể đi. Đấy, Có thể đi bất cứ nơi đâu. Thế thì bây giờ chúng ta cô lại cho nghe lại một lần nữa cả đoạn câu nhé. Xong bắt đầu lại phân tích từng phần một. Hãy 적어서 훨씬 조용해요. số 2. 3 번. 서울은 교통이 편리해서. 서울은, 서울은 교통이 편리해서. 통 서울은 버스나 지하철을 타면. 버스나 지하철을 타면, n u i t hoặc 어디든지 갈수 있습니다. 어디든지 갈수 있습니다. 에이이 4 đúng nào? Nhá. Tiếp câu số 4 số 5, câu số 4 số 5 chúng ta phải xem câu hỏi khi các em đi thi ấy. Bắt buộc chúng ta khi vào phần nghe chúng ta phải nhìn câu hỏi trước. Xong rồi lướt bốn đáp án. Bởi phần nghe là phải nghe theo trong trong máy tính các em đi thi trên máy tính phải nghe. Mà nghe thì là mình sẽ phải nghe theo mình không thể như phần đọc hiểu mà mình câu nào dễ làm trước câu nào khó làm sau nên chúng ta phải nhìn câu hỏi trước nhá phải đọc câu hỏi nếu mà câu hỏi mình mà làm mà đọc sai ý, thì chắc chắn các em sẽ chọn đáp án sai chim muôn tử cô ảm mà chân thể tạp bưng cô nghe câu hỏi và lựa chọn cái đáp án đúng thế bây giờ câu 4 và câu 5 này là không có câu hỏi mà chỉ có đáp án thì bắt buộc các em phải nghe câu hỏi thì mới lựa chọn được đáp án đúng không nào thế bây giờ trước mắt là chúng ta phải dịch câu hỏi ở câu đáp án của bố câu số 4 này có 4 đáp án chúng ta sẽ dịch từng đáp án một Câu số 1 là Onerun tập tập cô sức có nghĩa là hôm nay nóng và ẩm ướt đúng không ạ? ẩm. Câu số 2 Sam ship tô cá la cắn sẽ lên đến là 30 độ. Câu số 3 ô chế ca bố ta chúa so với hôm qua là hôm nay lạnh hơn. Hôm nay so với hôm qua, hôm qua so với hôm qua thì hôm qua so với hôm nay thì đã lạnh hơn. Đúng không ạ? hôm qua là so với hôm nay lạnh hơn. Câu số 4 Kioni nopchiman barami mani buroyo. Có là nhiệt độ cao nhưng mà gió thổi nhiều. Đúng không ạ? Còn câu số 5 dịch nốt nhá. Dịch hết xong bắt đầu chúng ta nghe câu hỏi. Câu số 5 là Ne inkuka chokko chu nyong heo. Vâng, dân số là ít và yên tĩnh. Câu số 2 Ne Bataka a chu nhú miêng hiểu Vâng, biển rất là nổi tiếng. Câu số 3, Anio, Solmota, Anchokeo, có nghĩa là không, so với Seoul thì là yên ả. À. Câu số 4, Anio, Bokchaphachiman, Kongika, Makayo, không, phức tạp nhưng là không gì, đông đúc phức tạp nhưng không khí thì trong lành. Thế bây giờ chúng ta phải nghe câu hỏi trước xong bắt đầu ta mới tìm được đáp án của hai câu 4 và 5 này nhé. Bây giờ nghe câu hỏi này, câu số 4. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 오늘 최고 기온은 몇 도요? 오늘 최고 기온 몇 도? 오늘 날 허나이, 농아 최고 기온은 nhiệt độ cao n 최고 최는 cao, 농아 최초는 t h 최고는 cao. tối, người hỏi là nhiệt độ hôm nay cao nhất là bao nhiêu? Thế thì về ở đây là ta bán mấy? Ta bán số hai. U bẩn. Câu số năm nhá. Monica's quê hương là Monica's Monica si nơi có nghĩa Monica quê hàng có quê của Monica. Bục chập Bục phức tạp, đông đúc à? Thế thì ở đây phải là đáp án số 2 là à nhiều sol gì? Bồ ta hẳn cho so với sâu thì yên ả à hơn. Thế người ta hỏi là bốc chạp béo thì chỉ có đáp án số 3 là đáp án chính thức thôi đúng không ạ? Thế bây giờ nghe lại nhé. Nghe lại từ câu 4. 4 câu 5. 5번. Nghe lại câu 4 câu 5. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? Đúng ạ? 오늘 최고 기온 몇 도요? Đấy là phải là đáp án 2 rồi. Câu số 5 này. 5. Monica 씨 고향은 복잡해요? Đúng ạ, quê hương của Monica phức tạp, đông đúc phải không? Thì phải là đáp án số Câu 2 câu 1 câu 2 và câu 4 nó không có liên quan, đúng không ạ? À phức tạp với ông bảo nói là bạn ấy nói là không là so với Seoul thì yên ả hơn. Còn nhiệt độ hôm nay là đến bao nhiêu độ thì đương nhiên chữ Kion ở đây thì chỉ có đáp án 2 là đáp án nó liên quan đến câu hỏi Kion, chế cô Kion thôi. Còn không còn đáp án 1, 3 và 4 thì là không có cái gì liên quan đến câu hỏi nhá. Đấy là đáp án 2 và câu số 5 là đáp án số 3. Được chưa nào? Đấy là cái phần nghe. Thì bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại từ câu 1 đến câu 5. 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 2번 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. 3번 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈수 있습니다. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 5번 모니카 씨 고향은 복잡해요? 아, đây nhá, thì các bạn sẽ cố gắng nghe đi nghe lại, lấy hai ba lần phải nghe, hội thoại thì phải nghe lại năm lần, được chưa? À, thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần ích là phần đọc. <laughs> phần đọc ở đây, từ câu 1 đến câu 3, bin khan đấy. từ 1 đến 3 thì người ta nói là bin <laughs> khan là chỗ trống, từ đo ca là là điền vào, cho vào, ca trang là nhất, An ba sơn là đúng, có sơn là cái, và cô rư là hãy lựa chọn. Bin khan đấy, từ đo ca trang, An ba sơn có sơn cô rư xíp là Người ta nói là hãy lựa chọn một cái đúng nhất để điền vào chỗ trống thì ở đây trong câu 1, câu 2 và câu 3 thì thường mỗi một câu này người ta cho bốn đáp án. Thì bây giờ các em phải xem là cái nào là cái đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống của trên đoạn văn này, đúng không ạ? Thì trước mắt chúng ta phải nói là từ dưới đây, Nancy -si ở đây là thời tiết, đáp án 1 là thời tiết. Đáp án 2 Nga là độ gì? Độ âm, đúng không ạ? Thì Nga độ âm này, Onto ở đây là nhiệt độ và súp tô là Độ ẩm, thế thì bây giờ chúng ta phải phân biệt xem và trong bốn đáp án này nhìn trên đoạn văn chúng ta phải dịch được cái đáp án nào nó thích hợp vào đúng không nào? thì bây giờ chúng ta dịch udi của người ngươn quê hương của chúng tôi thế quê hương của chúng quê hương tôi chẳng hạn in nhân nè nè tá tư thăm nỉ ta. À, quanh năm là ở mát quê hương tôi quanh năm ở mát hoặc là in nhân nè in lên nè nè, nè nè này là trong suốt một năm mình dịch là trong suốt một năm hay là quanh năm cũng được ta tức thăm là ở nhiệt độ bình quân cái từ phong ở đây là nhiệt độ ở là bình quân còn kêu là nhiệt độ hồ thông y ship tô chồng tô ý cô bình quân là nhiệt độ thông thường là thông thường bình thường là nhiệt độ bình quân là bốn là hai mươi lăm độ và ne cả nơ nan y ọp so. so vì không có cái ngày gì xuống đó thì là và nên là không có gì không có tuyết. Đấy, nuni oji nỉ tả. Thế thì ở đây thì chắc chắn là mình phải cho cái đáp án nào vào ở đây? Nancy si hay Young hay là tô. đúng không? Phải là gì? Đây có dịch luôn này. Quê hương tôi quanh năm ở mát, nhiệt độ trung bình thường là 25 độ và không có ngày nào giảm xuống nên không có tuyết. Thế có nghĩa là không có cái nhiệt độ giảm xuống âm độ ấy, ai à, đúng không ạ? Thì phải là đáp án 2. Bởi vì quanh năm là nóng rồi, thường thường trong mỗi một bắt đầu từ quyển 2 là cô sẽ dịch hết những cái phần của chúng những cái phần đọc hiểu cô dịch ra cho các bạn. Bởi vì quyển 2 về về những cái phần đọc hiểu thì nó khó hơn một chút thì cô sẽ dịch còn quyển 1 thì cô không dịch nhá. Còn câu số 2 thì ở đây là sức tô là độ ẩm, yong sang là độ dương, chế cô ôn là độ cao nhiệt độ cao nhất và chê cho ôn là nhiệt độ thấp nhất. Thì bây giờ câu này người ta nói 가장 기온이 낮은데 같이 내려가요? 어, thế cái nhiệt độ mà thế nào? đúng ạ? 우리 Thế thì bạn ấy hỏi là cái nhiệt độ gì ở ban ngày đúng không ạ? Nhiệt độ gì đến mấy độ? Thì bây giờ các bạn phải phải là như, giúp tô là độ ẩm này, sang là độ dương này, Chế Kion ở chế cô Kion ở đây là nhiệt độ cao nhất và chế cho kiô là nhiệt độ thấp nhất. Thì bây giờ thì chúng ta dịch nhá. Khi mà nhiệt độ à, khi mà nhiệt độ thấp nhất là à, khi mà nhiệt độ thấp nhất thì là xuống mấy độ? Thì bạn ấy nói ở quê tôi ý, nhiệt độ mà thấp nhất là khoảng xuống 15 độ thì đương nhiên là phải cho là đáp án số mấy đây? Đáp án số 4, nhiệt độ thấp nhất. Đúng không nào? Câu số 3 Hàn Quốc cơn gió đông mưa dịch hết dưới đã đã có một sụp tô là độ ẩm Nansi là thời tiết chê khô là nhiệt độ cao nhất và chê cho ký là nhiệt độ thấp nhất thì ở đây bạn ca nói là Hàn Quốc cơn gió đông mưa bí ca mán ni Hàn Quốc cơn gió đời mê bí ca mán thì người ta hỏi là ở Hàn Quốc mùa hè là mưa nhiều phải không? Vâng, vì mưa nhiều nên là cái gì nó gì? Nó độ gì? Thì vậy là đáp án số 1 độ ẩm là cao. Đấy bên Hàn Quốc khi vào mùa mưa độ ẩm cũng là cao. Nên là ta phải cho đáp án số 1. Được chưa nào? Đấy là cái câu 1 và câu 3 của cái bài này, của cái phần đọc hiểu nhá. Thì bây giờ bắt đầu sang phần 2 là cô đã dịch hết ra rồi. Thì các bạn cố gắng làm sao Bây giờ cô dịch rồi thế nhưng quan trọng là các bạn phải biết lắp ráp này và phải dịch, phải tập dịch ra cái trợ từ chủ ngữ tiểu từ chủ ngữ Indonesia dịch dịch trước, xong bắt đầu ta dịch từ vị ngữ lên trên nhá. Đấy là bây giờ chúng ta sẽ sang phần hai câu 4 và câu 5 là hai câu cuối của cái phần đọc hiểu này. Cái phần này thì người ta bảo ta ưm cứ cứ nên ít cố tập người ta bảo đọc đoạn văn ở dưới và và giấy trả lời đáp án của câu. Thế bây giờ câu số 4 người ta nói là Người ta nói là cái đoạn văn này là cái đoạn văn nói về cái gì? Đấy người ta hỏi đoạn văn này đang nói về cái gì trong cái đoạn văn này. Được chưa? Câu số 5 thì người ta bảo là Bolaka, thế Hansamierom, an mati an dân có sơn Người ta bảo lựa chọn cái không đúng với giải thích về Bola Bolaka. Đấy. Thì câu này thì người ta bảo mình là cái đoạn văn này đang nói về cái gì. Còn cái câu số 5 thì người ta nói là lựa chọn cái đáp án sai với giải thích trong đoạn văn này. Người ta sẽ bắt mình đi tìm cái đáp án sai của trong bốn đáp án này đáp án trong bốn đáp án này đáp án nào sai trong cái đoạn văn này thì cái phần này là phần dài và chúng ta phải dịch nhá thế bây giờ câu số 1, đáp án 1 của câu 4 là cô ăn ẩm xịt là món ăn quê hương đáp án hai cô ăn nàn xì thời tiết quê hương câu số 3, hưu ca kế hoạch là kế hoạch của kỳ nghỉ đáp án 4, do hen kéo ngòm là trải nghiệm du lịch À, còn câu số 5, chế chú tô bố tá khâm tả, so với chê chu thì to hơn. Đáp án 2 là vào tháng 11 thì nhiệt độ là độ ẩm là thấp. Đáp án 3 là vào tháng 1 thì là cũng có thể là bơi. Đáp án 4 là gì? Tháng 7 và vào tháng 7 và tháng 8 thì là mưa nhiều. Đó, thì bây giờ quan trọng là các bạn trước khi mà các bạn muốn dịch để chọn được đáp án đúng thì chúng ta phải dịch được bốn đáp án này. Đúng không ạ? Dịch bốn đáp án là một này, dịch câu hỏi là hai này và dịch đoạn văn. Nhưng chúng cô vẫn nói với các bạn là đi thi là nghe hiểu và đọc hiểu. Đôi khi những đoạn văn nó rất là dài nhưng mình phải nắm chắc được cái câu hỏi, nắm chắc được bốn đáp án thì ta nhìn trong một đoạn văn này là ta sẽ đọc qua đoạn văn dù rằng chúng ta không dịch được hết nhưng ta vẫn chọn đáp án đúng, đấy gọi là đọc hiểu không phải là nghe nghe dịch hay là đọc dịch nó khác hẳn nhau nhé đây là mình đi thi trắc nghiệm nên khi chúng ta đi thi chúng ta phải có cái linh hoạt riêng của mình à, đây nhá chế của ngân philippines bola khai im quê hương của tôi là philippines đúng không ạ bola khai đi chế chú tô bồ ta trả cơn sông minh yon kiểu ni ý sĩ tô chống Toro im nien nè nè ta tức thăm Molakha-i molakha nó là một địa danh của đất nước Philippines nhé thì, thì ở đây chúng ta phải dịch chủ ngữ trước Molakha là cái hòn đảo nhỏ hơn so với đảo Chechu Thì bây giờ cái, cái em dịch chủ ngữ trước này Xong bắt đầu chúng ta dịch từ sơm ở đây là đảo Là có hòn đảo nhỏ hơn so với đảo Chechu Đúng không ạ? Nhiệt độ trung bình là khoảng độ 27 độ Là quanh năm là nóng tao tức ha tả là ấm áp đúng không ạ cronte thế nhưng bắt đầu là từ tháng 6 đến tháng 10 thì là bika ni wa so sức tố ca nộp sâm nita từ tháng 6 đến tháng 10 thì là mưa nhiều và độ ẩm thì là cao cronica tuy vậy nhưng nếu à, tuy vậy nhưng cronica là tuy vậy nhưng do nghe ngân cả cô miên, nếu muốn đi du lịch thì là cái, thì cái việc mà đi vào từ tháng 11 đến tháng 5 là tốt. Iten vào lúc này. Kioen nộp chí mát sụp toca là cho so gió hen haki chuột mì đà. Và khi này nhiệt độ thì là thế nào? Cao nhưng mà độ ẩm là thấp nên đi du lịch là rất thích hợp, đúng không ạ? Bonakashi, Bolakai nến, trung bình quân 30 4 độ이고 최저 기온이 20도라서 인년 내내 바다 가서 요항 묘수양 한수 있습니다. cái ở 보라카 này ấy, cái nhiệt độ trung bình nhiệt độ bình quân cao nhất là đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng là 20 độ quanh năm là ấm à trong suốt trong một năm như vậy nên có có thể ta bơi ra biển bơi trong suốt một năm trong suốt một năm ta có thể ra biển bơi và Bolika này thì là nhỏ nhưng màn ni nhỏ nhưng rất là đẹp nên là khách tham quan đến rất là nhiều quan quan cách là khách tham quan đấy ạ và những người đi du lịch ấy khách du lịch kriko bataka a chu nhu miyang hà niko nhu miyang hà cá vì à, và này vì là biển rất là nổi tiếng Bolakai ồ -e, miên nếu mà đến Bolakai thì các bạn nhất định hãy đến thăm biển hãy đến biển đấy thì bạn ấy nói nên là trong cái đoạn này nó bolakhai này này là vì biển nổi tiếng là đẹp ấy nên là nếu cô đến đấy thì nhất định ta phải ra đi ra biển được chưa nào Đấy là cô dịch quan như thế thì đương nhiên ở câu số 4 này thì đang nói về cái gì? À, bây giờ ra. đây, đáp án 4 là câu số 2. Đáp án 2, bởi vì đây câu này nó đang nói về gì đấy? Về thời tiết của quê hương. Nó đang nói về cái cái tên địa danh của Bulagai của Philippines, đúng không nào? Còn câu số 5 đi tìm đáp án sai thì là đáp án số mấy? Giải thích về cái đúng không đúng thì chắc chắn là phải là Đấy, cô phải dịch hết ra cho các bạn đó. À, thì ở đây thì phải là đáp án số mấy đấy? Một. Bởi vì trên này, người ta nói Bolakai nên chế chu tô ta chả cơn sơ nhiều. À, <cười> là cái hòn đảo nhỏ hơn so với chê-chu. Thế nhưng, ở đáp án một nói lại là là so hơn so với sâu so đảo chê chu thì nó lại là to hơn thì toàn toàn sai đây trong đoạn văn này các em nhìn thấy chưa nào đó Đấy là đáp câu số 4 đáp án số 2 và câu số 5 là đáp án số 1. Đấy là xong hết hai cái câu 4 5 của phần này nhá. Còn về trong mô, trong mô là trong cái quyển sách giáo trình của cô cô đã soạn ra hết và dịch hết rồi. Đấy thì mà ở trong phần này cô cũng dịch rồi thì các bạn phải về đọc và chúng ta phải đọc và lắp ráp vào các đơn vị hành chính của Hàn Quốc thì bởi vì các bạn phải lưu ý này những cái phần trong môn và môn hoa hầu như là các em đi thi phải có một câu nên chúng ta phải cố gắng lưu ý học nhá. Đó. Các đơn vị hành chính của Hàn Quốc là gồm một một thành phố đặc biệt uh, thủ đô Seoul và thủ đô Seoul là một thành phố đặc biệt còn lại có 6 thành phố trực thuộc trung ương như Busan, Incheon rồi Daegu Uh, Quang Chu, Te Chon và Ulsan Ở Ulsan này các bạn này Ulsan là người nước ngoài sống rất là nhiều Người Việt Nam mình sống ở Ulsan này rất là nhiều Nhá Đấy <laughs> Thì chúng ta phải là một thành phố đặc trị đặc biệt Nó xây chung và một tỉnh đặc trị Đó là Chechu Chechu Tô nó một tỉnh đấy Nhưng mà tỉnh này nó là một hòn đảo Riêng biệt ra được chưa nào? Đấy cái phần này là cô dịch hết ra rồi Thì cô chỉ nói qua thì thôi Còn lại các bạn về các bạn phải đọc hết Chúng ta đọc và chúng ta lắp ráp từ và chúng ta dịch Nó rất là dài, rất khó Nên chúng ta cũng phải đọc dần dần Mỗi ngày đọc một chút để chúng ta hiểu Và 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 cố gắng, nỗ lực để mà dịch Dịch nhiều ấy Thì cái từ vựng cái, 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 lượng từ vựng của các em rất là tốt Được chưa nào Dài lắm Cái phần trong bô và môn hoa rất là dài Thì các bạn về đọc cô dịch ra rồi Và trong cái cái bộ sách giáo trình của cô là cô cũng đóng thành quyển rồi Nên là bạn nào có cần thì là sẽ liên lạc với cô về cái giáo trình thì cũng giới thiệu đấy là cứ mỗi một clip sau một bài cô cũng giới thiệu giáo trình nếu bạn nào có nhu cầu ở cầu ấy thì cứ liên lạc với cô giáo trình của cô là gồm có 7 quyển từ một quyển một quyển hai rồi từ vựng cô rút ra từ quyển một quyển hai ngữ pháp cô cũng uh, làm thành quyển cô rút gọn lại cô làm thành quyển phần văn hóa thông tin cô cũng dịch ra làm thành đóng thành một quyển và còn phần luyện tập mở rộng mỗi một bài có 5 câu luyện đọc mở rộng cô cũng đóng thành một quyển nó gồm có 7 quyển nhá và gồm ngoài ngoài cái 6 quyển đó ra thì gồm có một quyển ngân hàng để luyện thi là gồm 40 đề đọc và 40 đề nghe đó 40 đề đọc và 40 đề nghe nên là nếu như bạn nào mà có nhu cầu ấy thì các bạn sẽ uh, gọi qua số điện thoại của cô này liên lạc qua Facebook này và các bạn sẽ cố gắng là học cho tốt và nhớ đăng ký kênh của cô nhé. Thì đó cái bài 31 hôm nay là cô sẽ kết thúc ở đây và cô sẽ hẹn gặp lại các em vào bài 32. Cô chào các em.